Em và các con ở nhà ngoan nha, anh phải đi công tác vài ngày. Anh khai thật đi, có phải anh đi cặp bồ với con thư ký không? Cặp kè cái gì, anh còn bao nhiêu là việc, anh chỉ có em là nóc nhà thôi. Thế áo anh có vết son của con nào kia? Các bạn ơi, có phải ba mình ngoại tình với vợ bé không ạ? TV con đi theo thằng cha nó, xem ông ta có ngoại tình hay không. Let's go! Ôi may quá thoát con sư tử ở nhà rồi. Anh yêu đợi em lâu không, bây giờ tụi mình đi chơi nhé. Anh phải mua thật nhiều quần áo tới hàng hiệu để bù đắp cho em đấy nhé. Hóa ra bố mình đang ngoại tình thật, các bạn mình có nên báo cho mẹ biết không các bạn? Bố mình dắt Tiểu Tam đi đâu vậy nhỉ? Let's go! Mình chọn quán này đi em yêu. Hai cha con muốn gọi món gì nào? Cái bà già mắt mù này, không thấy chúng tôi là vợ chồng à? Cái đồ bé ba này, mà còn dám lên mặt với tôi, các bạn có thấy rằng cô ta đáng ghét không? Yes! Cái bà gì này ăn nói cho cẩn thận, tôi thì làm gì đã lấy vợ đâu. Này hai người ăn đi, quán tôi nhỏ hai người đừng có mà phá nữa. Anh yêu xem thái độ của bà già này kìa, dám coi thường em đó. Thôi em dáng chịu chút đi, tiền tháng này anh chưa kịp để ra đã bị mụ sư tử ở nhà giữ mất rồi. Sao bố mình lại ác với mẹ mình quá vậy, các bạn có đồng ý với mình không? Đứa kia đang làm gì ở đây mà lấp ló mãi vậy? Đứa nhóc này có phải ngươi là ăn trộm không? Con không phải ăn trộm, con đang theo dõi bố con đang ngoại tình với Tiểu Tam. Cô bé chắc chắn không, hồi nãy ông ý bảo là còn chưa lấy vợ mà. Ông ý nói dóc đấy. Các bạn cho tôi hỏi có nên tin tưởng đứa nhóc này hay không? Đúng như ta đoán, cậu ta dài như vậy rồi sao mà không có gia đình được chứ? Anh ơi, mình đi chơi tiếp thôi, đừng về nhà với vợ con làm gì. Ôi trời ơi! Em quên rồi sao? Anh đã nói với mụ già ở nhà là anh đi công tác rồi mà. Anh yêu của em thật tuyệt vời quá. Bà và các bạn có thấy bố của mình quá đáng lắm không ạ? Bây giờ cháu nên biến hình thành người khác để xem bố cháu cư xử như thế nào. Các bạn ấn like và đăng ký để tớ biến thành người khác. 3, 2, 1. Chắc chắn bố sẽ không nhận ra con. Đứa nhóc này là ai vậy anh yêu? Ơ kìa nhóc, tới đây xin ăn à, mau cút ra chỗ khác đi. Cái mụ này đã ngoại tình với bố tôi mà còn dám lên mặt nữa. Cháu đang mắng cô chú sao? Cháu chắc cũng tầm tuổi con chú mà sao cháu lại không có giáo dục vậy? Tôi không có giáo dục vì bố của tôi đi ngoại tình rồi. Các bạn nhỏ có thấy đứa nhóc này giống con gái của chú không? Rốt cuộc cậu là ai mà cứ phá đám chúng tôi đang hẹn hò vậy? Các bạn giúp tớ ấn like và đăng ký để trở về hình dạng ban đầu. 3, 2, 1. Con gái, là con thật sao? Nghe bố giải thích đi, đây không phải là vợ bé của bố. Mà cô chỉ là đồng nghiệp của bố con thôi. Ông mà không thừa nhận ngoại tình thì về tôi sẽ mách mẹ ly dị ông luôn. Thôi mà con gái, bố xin lỗi, bố còn mua iPhone 16 để chuộc lỗi với con đây. Cô xin lỗi cháu, cô sẽ rời xa bố của cháu. Các bạn mình có nên tha thứ cho bố của mình không? Các bạn ấn like và đăng ký nhé. Các bạn muốn xem phần tiếp theo thì ấn like và đăng ký, sau đó bình luận số 1 cho tớ biết nhé.